Tổng thống Haiti Jovenel Moïse đã bị kẻ không rõ danh tính bắn chết tại tư gia trong đêm rạng sáng 7 tháng 7. Thủ tướng lâm thời Claude Joseph cho biết phu nhân của ông Moïse bị thương và đang được chăm sóc y tế. Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực liên quan đến chính trị ngày càng gia tăng ở quốc gia vùng Caribe. Theo Thủ tướng lâm thời Claude Joseph, Tổng thống Moïse bị ám sát bởi một nhóm vũ trang bao gồm một số người nước ngoài. Ông Joseph hiện là người điều hành đất nước. Ông kêu gọi người dân bình tĩnh và khẳng định cảnh sát, quân đội sẽ đảm bảo an toàn cho người dân. Giới phân tích lo ngại vụ ám sát Tổng thống Moïse có thể để Haiti lún sâu vào bạo lực. Theo hãng tin Reuters, Haiti đang đối mặt với chia rẽ chính trị sâu sắc, khủng hoảng nhân đạo, tình trạng thiếu lương thực và đã có những lo ngại tình trạng hỗn loạn sẽ lan rộng. Bạo lực trên đường phố Haiti ngày càng tăng do tình trạng nghèo đói và bất ổn chính trị. Tổng thống Moïse từng bị phản đối dữ dội lúc ông nhậm chức vào năm 2017. Phe đối lập cáo buộc ông Moïse áp đặt chế độ độc tài, còn ông thì luôn phủ nhận. Hồi đầu năm nay, ông Moïse đã cáo buộc có một nhóm lên kế hoạch đảo chính muốn ám sát ông và khơi mào các cuộc biểu tình. Ông sau đó đã ra lệnh bắt giữ 23 người, bao gồm một thẩm phán tòa án tối cao và một quan chức cảnh sát cấp cao.